Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 8 của bộ truyện kiếm hiệp Tướng cướp Liêu đồng Tác giả độc cô Hồng Qua giọng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay Hãy like vào comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Để nhận những thông báo mới nhất Khi mà có chuyện mới chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện và ngày sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện từ phía sau viện người áo đen mang một cái túi lớn đi thẳng ra phía trước Tiền viện là sòng bạc. Trong sòng, gã nhị hải dâu dìa và người con gái phù hòa vẫn còn ngồi ở đó. Thế nhưng kim bá vạn và kim nhị nương thì đã vắng bóng. Tình hình sòng bạc vẫn như là lúc mới vào. Có lẽ phía sau có chuyện lớn xảy ra, phía trước không một ai hay biết. Như vô sự, người áo đen nhốm nhốm cái túi trên vai, cười hì hì nói. À, xứng đáng. Họ toàn là người biết xem giá trị của viên ngọc. Một viên ngọc đổi lấy túi vàng quá là lớn. Thật là xứng đáng. À mà vợ chồng của Lão Kim đi đâu rồi? Nhị Hải đáp. Ờ à, đi rồi. Vừa mới đi ra một chút. Nhưng mà họ đi xe. Sợ theo không kịp đâu. Người áo đen cười nói. Không sao. Ta đến nhà họ để mà lấy 40 lạng bạc. Chứ không có chuyện gì mà phải gấp hắn gật đầu và quẩy túi đi ra nhị hải nhìn theo người áo đen con mắt của hắn dán cứng vào cái túi nặng trĩu ở phía sau lưng và hắn vụt nhịp nhịp bàn ra hiệu cho một tên đại hán tên này gật đầu và loạn qua phía cửa hồng cánh cửa ăn thông ở phía trước nhưng khi ra tới sân thì bên cạnh hắn có thêm một tên nữa cả hai len theo bóng tối nép mình vào ngõ hoặc là nhìn phía cổng ngoài Người áo đen chậm chậm đi ra, hai bàn tay vụt thò ra từ trong bóng tối và có người lên tiếng: "Này, Bằng hữu có cơm chia cơm, có bạc chia bạc, huynh đệ đang kiệt quá đây này, in ít uh, mật hồi." Câu nói không đầu không đuôi nhưng lại thật là rõ ràng. Người áo đen bất động. Không, tối quá, không thấy rõ hắn có động tác hay không và động bằng cách nào chỉ thấy sau đó là hai bóng đèn ngã xuống. Y như là hai đống đất, hai tên đại hán ngã xuống rồi bất động. Lần này chúng hoàn toàn bất động. Người áo đen lại thông thả bước đi. Chỉ mấy phút sau, trước cửa và phía sau sòng bạc thoang thoảng nhiều bóng người. Họ có vẻ hối hả như là lửa cháy. Tất cả kéo ôm người mang, những túi lớn túi nhỏ và cũng băng mình vào bóng tối Cố nhiên họ đi theo ngõ tắt Chứ không theo những con đường mòn Chỉ trong thoáng mắt Sông bạc trở lại êm dù Không có tiếng người Cũng không còn thấy bóng người Cũng không đầy một tiếng đồng hồ sau Chuyện xảy ra tại sông bạc lớn Ở Đình sói và Triệu Dỗ Đã lan khắp trường gia khẩu Người đẹp ở trong một gian phòng thật là đẹp Không những đẹp mà lại còn thơm Vì thế tuy trang viện của phú hộ kim bá vạn rộng lớn nhưng chuyện tìm gian phòng của nhị nương cũng không khó mấy bây giờ trong phòng không có kim bá vạn chỉ có một mình nhị nương bức màn bằng lụa mỏng hồng đang buông xuống nửa chừng bên trong chiếc giường hiện rõ một cô gái thanh xuân còn đượm đang nằm nghiêng nghiêng một tay dối thẳng một tay gạt ngang bụng hai mắt của nàng khép hờ nhưng chốc chốc lại hé mở một lần hé ra là mang theo tiếng thở dài một người con gái trong phòng vắng với đêm xuân khắc khoai đáng lý bên gối nàng còn phải có một mái đầu thế nhưng bây giờ thì vẫn chống không kim bá vạn bận lò đếm bạc sau một ngày dài thu góp nhưng giả như quá lão chắc nàng cũng vẫn cứ thở ra công việc đếm bạc cất bạc đã làm cho lão mệt có lão qua vài câu nhạt nhẽo rồi lão cũng ngủ khò nhưng phần nhiều những đêm dài nàng chỉ ngủ có một mình một tháng đã mất hết hai mươi đêm lão kim ngủ luôn ở trên đống bạc đúng là trời xanh ghen ghét má hồng được chuộc khỏi lầu xanh để trở thành gần như là cô vài nhiều lúc nàng cảm thấy cô vài còn thê thảm hơn một cô gái lầu xanh bình thường từ ngày ở hẻm móng ngựa về đây nhị nương đã ê chè tham cảnh trong xóm chị em. Về với Kim Bá Vạn lại càng thảm hơn nhiều nữa. Nhưng đêm nay mới thấm thía làm sao? Làm thân con gái, ai lại không mơ được tấm chồng xứng đáng? Nàng cũng vậy, nàng mơ từ lúc lớn lên, mang giấc mơ đem vào làm thân con gái điếm, thật là quá chán trường. Nhưng nàng vẫn ước mơ, gần như con người sống nhờ vào hy vọng. Đêm nay, trong sòng bạc, nàng đã phát hiện ra mẫu người mà nàng mơ ước. Nhưng bây giờ thì còn đâu nữa. Ước mơ cho lắm, cũng chỉ để mà nằm mộng một mình. Nàng nhớ đến gương mặt của người áo đen, nhớ đến cầm mắt thu hồn, nhớ đến phong độ hào hòa. Biết người ta có đến để mà lấy lại 400 lượng bạc hay không? Bằng trực giác, nàng cảm thấy con người đó không phải là hạng thích tiền nàng mang máng thấy hắn có dụng tâm làm việc nghĩa. nàng nhắm mắt thở dài sườn sượt, nàng cảm nghe trong lòng buồn rùn như là còn bệnh lâu ngày, thứ bệnh tương tư. không hiểu bằng thứ trực giác nào hay là tại vì nàng quá thiết tha mong đợi, nàng tin chắc hắn sẽ tìm đến nơi đây, tìm đến phòng của nàng và nàng nghe hắn nói nhị nương, xin thứ cho chuyện viếng thăm đường đột thấy không, nàng biết chắc mà. Nàng nhắm mắt lại để tận hưởng phút giây huyền ảo. Nàng biết nàng không nằm mộng, nhưng nàng cũng biết đó chỉ là ảo giác. Nàng nhớ có người kể lại, có người đi trong sa mạc, khát quá đến mức kiệt sức, bỗng thấy phía trước có lầu đài, có vườn tược xanh tươi, nhưng đó chỉ là ảo giác, thấy đó rồi tan biến đấy. Nàng bây giờ đang bị cơn khát của tình xuân ất nguyện làm cho kiệt sức. Nàng cũng đang bị ảo giác. Nhưng nàng rất bằng lòng. Có ảo giác là còn hơn không? Nhị nương vụt mở tròn đôi mắt. Nàng cảm thấy hình như không phải là ảo giác. Nàng ngồi phát dậy. Nàng thấy bóng người ngoài cửa sổ. Và nàng nghe tiếng lặp lại. Nhị nương, xin thứ tội đường đột. Nhị nương nhảy ngay xuống đất Nàng quên cả việc sỏ chân vào đôi hài hòa Nàng muốn nói Nhưng mà cổ nàng cứng lại Không phải vì quá sợ Mà vì quá mừng Mừng đến nỗi Nàng muốn nói mà không biết phải nói gì Hắn mỉm cười Xin nhị nương đừng trách tôi Sao quá ư lời đường đột Không Cuối cùng rồi nàng cũng phải nói Nhưng mà cũng chỉ có một tiếng không rồi cổ họng lại nghẹn ngang. Nàng nghẹn vì cảm động. Thật ra nàng không ngờ hắn lại đến với nàng. Cửa được mở ra và hắn chậm chậm bước vào. Hắn bước vào với nụ cười xin lỗi trên môi. Nàng vẫn chưa tìm được một câu nói nào cho thật là ổn. Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt biết ơn. Sự biết ơn đó tuy có phần quá đáng, nhưng nàng không hối hận nỗi vui mừng đến với nàng thật là đã quá với ước mơ trong tưởng tượng thì làm sao nàng có thể hối hận với thái độ mà nàng biết những ai rộng lượng không thể trách nàng có thể có những kẻ trách cứ những kẻ đó là những con người mang quan niệm hẹp hòi những kẻ ấy không đáng làm cho nàng phải bận tâm nhị nương lại đâm ra tức tối tại làm sao người mình mong gặp mà bây giờ lại gặp không biết nói gì để đến nỗi đứng đờ ra như thế này và nàng vội nói xin lỗi ờ xin mời ngồi cho đến bây giờ nàng vẫn chưa biết xưng hô như thế nào cho phải nàng chỉ còn biết tận dụng câu nói chống không nhưng nàng biết nàng đã tính toán câu nói như thế cho dù ai khó tính cũng không nỡ nào bắt lỗi nhất là đối với con người đó nàng càng tin chắc rằng hắn không nỡ bắt lỗi nàng quả đúng như là nàng đã nghĩ vì hắn không trách hắn mỉm cười trời ơi nụ cười của hắn không hiểu tại sao lại có thể làm cho nàng đề mê đến như vậy một nụ cười mà nếu không tự trọng nhất định nàng sẽ trồm tới gã và ngã vào vòng tay của hắn hắn vẫn cười hắn nói đa tạ nhị nương hắn nói thật lễ phép nhưng không khách sáo vì nói câu đó mình của hắn hơi nghiêng và hắn bước lại ngồi ngay xuống ghế trước khi mà đặt đít xuống ghế hắn nói thêm xin mời nhị nương ngồi không khách sáo mà vẫn giữ được cung cách đầy đủ lễ con người thật là dễ mến làm sao nhưng nàng không dám khen bằng lời nói nàng chỉ nói câu đó một câu khen tặng chân tình bằng một nụ cười khi ngồi xuống xong nàng lấy lại bình tĩnh và nàng cũng đã tìm ra lối xưng hô cho thỏa đáng nàng nhờ hắn họ phí nàng nói xin phí ra tạm thời để cho tôi cho người đi đếm bạc hắn cười nói nhị nương đã lầm rồi tôi không phải vì mấy trăm lượng bạc nhỏ đó mà đến đây nhị nương vừa mới tỉnh bây giờ lại bỗng nghe choáng váng không vì số bạc đó mà đến đây thì để làm gì thật quá rõ ràng hắn đến đây thăm nàng trời ơi giá như có thể chắc chắn nàng sẽ quy phục xuống ôm lấy chân hắn để cho nước mắt của nàng ướt đầu gối hắn nàng muốn cho thấy hắn lòng tha thiết của nàng thế nhưng nàng không thể làm như vậy không phải nàng tự trọng đối với hắn Đối với con người đã mang đến cho nàng tia sáng chói nhất ở trong đời, đã đem lại cho nàng sinh thú mà từ lâu đánh mất, nàng còn có gì nữa để mà tự trọng? Nhưng nàng vẫn không làm được. Không hiểu tại sao, trước mặt hắn, nàng chợt cảm thấy nỗi vui mừng pha lẫn lo âu, gần như là sợ sệt. Trong ánh mắt của hắn đầy vẻ cảm thông, nhưng mà cũng nghiêm nghị ánh mắt nói lên cả một tâm tính đoàn chính. Ánh mắt đó đã ngăn cản, đã giúp nàng có một nghị lực để tránh mọi cử chỉ có thể không nên có. Không còn có cả cử chỉ, nhưng những ánh mắt của nàng không dừng được. Nàng lại nhìn hắn bằng một tia mắt thêm một lần nữa biết ơn. Hắn điểm nhiên nói tiếp. Tôi đến đây để xin hỏi thăm nhị nương về một người. Nhị nương hơi khựng lại, nàng hỏi. Chẳng hay phí gia muốn hỏi thăm ai. Hắn đáp. Rất mong nhị nương hoan hỷ giúp cho. Nhị nương có phần thất vọng, nhưng nàng vẫn nở nụ cười. Ờ à, vâng, nhưng mà không biết phí gia muốn hỏi thăm ai. Hắn hỏi lại. Chắc là nhị nương có biết triệu dỗ và đình sói chứ? nhị nương gật đầu vâng tôi có biết biết khá là nhiều mà phí ra muốn hỏi thăm ai trong hai người đó người áo đen lắc đầu ờ không tôi muốn hỏi thăm một người đã bị chúng bán vào xóm lục vân nhị nương à nho nhỏ chắc phí ra muốn hỏi một cô gái đã bị họ bán vào xóm lục vân nhưng mà chẳng hay người ấy là ai người áo đen nhìn thẳng vào mặt của nhị nương cứ theo cách hỏi của nhị nương thì chắc chắn chúng thường hay bắt gái nhà lành để mà bán vào nơi đấy nhị nương ấp úng à, điều đó vâng nhưng mà tại sao phí già lại hỏi đến ngay hai người đấy hắn đáp thì tôi cũng đã hỏi rồi hai người ấy cũng thừa nhận có bắt cô gái mà tôi tìm hỏi bán vào xóm lục vân chỉ có điều xóm đó bây giờ đã tan rồi. Vì vậy cho nên họ không biết cô gái đó hiện tại đang ở đâu. Nhị nương hỏi, thế tại sao phí gia lại hỏi đến tôi? Người áo đen đáp, ờ, hai người ấy nói rằng, ngày trước nhị nương cũng có ở tại xóm Lục Vân. Nhị nương vùng cúi đầu, nàng nói bằng một giọng gần như là không ra tiếng. Vâng trước kia tôi cũng có ở trong xóm lục vân tôi xuất thân từ nơi đấy làm sao người áo đen lại không nhìn thấy thái độ khốn đốn của nàng hắn vội nói nhị nương nhìn người cần phải nhìn vào nửa phần sau từ nơi đó hay là từ chỗ nào tồi tàn khác xuất thân cũng không phải là hạng người đáng xem thường nhị nương ngẩng mặt lên đôi mắt của nàng chớp chớp nàng cảm động. Đa tạ phí già đã không xem tôi bằng con mắt khinh bạc. Hắn lắc đầu. Làm sao lại có thể như thế được? Tôi biết có nhiều hiệp nữ đã từng xuất thân từ chốn phong trần. Chính trong chỗ bùn lầy đó lại thường xuất hiện những kỳ nữ tử. Nhị nương lại trước mắt nhìn vào mặt của hắn. Đa tạ phí già. Chẳng hay phí già muốn hỏi thăm ai người áo đen đáp một cô gái họ dài chẳng hay nhị nương nhị nương có vẻ ngạc nhiên như vậy là phí ra muốn hỏi thăm tú cô hắn vội đáp đúng vậy chính là giải tú cô chắc là nhị nương có biết nhị nương gật đầu không những biết mà lại còn rất là thần từ ngày bước vào ngưỡng cửa cổ lục vân là chúng tôi đã kết tình chị em phí ra không biết chứ tú cô nương đáng thương lắm nàng nàng vụt nhìn thẳng vào mặt của hắn và gặn hỏi ờ mà đúng rồi tôi quên hỏi chẳng hay phí ra là gì của nàng và kiếm nàng là có chuyện gì hắn đáp thật là không dám giấu nhị nương tôi và nàng vốn là chỗ xóm giềng chúng tôi đã gần gũi nhau từ nhỏ Nơi đó tôi vốn là một cô nhi Cha nàng thương tôi Nên là xem như là con đẻ Nhị nương vùng cao mặt Như vậy đây là phí Người áo đen gật đầu Vâng Thì tôi họ phí Như là cô nương đã biết Nhị nương chặn nói Không Tôi muốn hỏi Phải là phí Nàng vụt nín ngang Nàng nhìn hắn bằng tia mắt dị kỳ. Mặt nàng đổi sắc, cái đổi sắc cũng dị kỳ, không ai có thể nhìn thấy sự biến chuyển trên gương mặt của nàng mà có thể phán đoán được tâm trạng của nàng trong lúc đó. Người áo đen hỏi: "Chắc là Tú cô có nói về tôi?" Nhị Nương gật đầu: "Có, nàng đã có nói với tôi. Nàng bảo huynh là một cô nhị" không hiểu tại sao nàng bỗng gọi hắn là huỳnh có lẽ giữa nàng và tú cô quả là thân tình lắm và chính sự thân đó đã từ lâu khi mà còn gần gũi với tú cô hai người đã nói nhiều về hắn và cũng cùng gọi hắn bằng huỳnh nàng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp nàng bảo cha nàng xem huỳnh như là con đẻ nhưng huỳnh lại là một con người không có lương tâm nếu không vì huỳnh thì nàng không bao giờ lìa bỏ quê hương, dẫn bước lạc lối để mà đến nỗi phải vào chỗ bùn nhơ như vậy. Người áo đen chặt lưỡi. Nhị nương, đây chẳng qua là một chuyện hiểu lầm. Nhị nương cao mặt. Thật thế ư? Ừ. Tú cô quả là đã nói oan cho Huỳnh à? Là trong lời lẽ của nàng, tôi đã đoán biết được cảm tình của nàng đối với Huynh thật là sâu đậm. Nhị nương lại thở dài. Một người con gái luân lạc đến mức đó thì thật là đáng thương hết sức. Mà nếu vì một người đàn ông khiến cho người con khái phải như vậy thì lại còn đáng thương hơn nữa. Tôi là đàn bà, tôi hiểu rõ nỗi khổ sở trong vấn đề đó lắm. Vành môi của người áo đen giật giật, hắn đang xúc động mãnh liệt. Phải một lúc khá lâu, hắn mới nói ra thành tiếng. Nhị nương, Tôi là một đứa con mồ côi. Từ nhỏ đã được cha của tú cô nuôi dưỡng đến lớn. Người đã xem tôi như là con đẻ. Cảm tình giữa chúng tôi như là máu thịt. Tôi cũng biết rõ ý người. Người muốn đem gia nghiệp và luôn cả đứa con gái duy nhất của người ký thác cho tôi. Tôi biết. Nhưng tôi không bằng lòng chôn cả cuộc đời của mình tại hồ lô cấu. Tôi không thể làm mãi một nông phù, làm mãi một người thợ săn đến suốt cuộc đời tôi đã phải cắn răng rời khỏi chỗ đó rời những người thân yêu nhất trong đời để phiêu bạt giang hồ tôi biết họ đã thất vọng quá nhiều về tôi thế nhưng không một ai nói một lời tú cổ cũng không nói một lời cùng tôi từ nhỏ tôi đã xem nàng như là một đứa em gái nhỏ đã bỏ quên không chú ý đến sự thay đổi tình cảm của nàng nhị nương chặn ngang chính vì thế cho nên nàng mới bảo huynh là một con người không có lương tâm. Người áo đen thở ra. Nàng nói có khi cũng đúng. Vì trong suốt thời gian tôi sông sáo giang hồ, chẳng những tôi không làm nên danh phận gì để mà dạng dỡ cho cái kẻ thân yêu, còn tạo ra cho bọn họ mang tiếng nhục. Nhị nương cao mặt. Huynh đã làm gì? Người áo đen cúi mặt nhị nương trận nghe có tiếng thở dài não nề và hắn nói bằng một giọng thật là xa vắng chính tôi cũng không thể nói tôi đã làm những gì nhưng dưới mắt thiên hạ hay đúng hơn là dưới mắt của quan lại triều đình tôi được xem như là một tướng cướp nhị nương buột miệng tướng cướp liêu đông người áo đen nhếch mồi hắn cười như là thách đố đúng rồi tướng cướp liều đồng. Trong giang hồ có khá nhiều người muốn giết tôi. Quan nhà bàn lệnh nã chóc tôi. Họ đã treo giải thưởng về cái đầu của tôi rất là đáng giá. Chính vì thế cho nên tôi không trở lại hồ lô cấu. Tôi sợ liên lụy cho gia đình nàng. Tôi không về nhưng mà tin tức lại bay về. Tin tức phũ phàng đó đã làm cho nàng và phụ thân nàng thất vọng. Nhị nương chắc lưỡi, nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói luôn. Năm đó tôi cứu một cô gái. Nàng thì là một con người cơ khổ lòng đồng. Cứu người không thể để cho người thêm một lần thọ hại. Tôi phải bao bọc cho nàng. <laughs> Nhưng thật là chua chát. Tôi đã bị nàng phản bội. Nàng đã âm mưu cùng với kẻ khác. Gài tôi tội sát nhân. Nhị nương nhướng mắt. Nhưng tại sao lại không thể biện? Người áo đen lắc đầu, giọng nói vô cùng ngao ngán. Nhị nương nghĩ thử xem, tôi đã bị chụp cái án với tội danh là tướng cướp liều đồng. Thêm vào đó, ngoan tiểu đao của tôi ghim vào tâm khẩu của nạn nhân, thì còn miệng đầu để mà biện mình. Mà dù tôi có biện mình, cũng không ai buồn nghe tôi. Vì không có án sát nhân đó, cái danh tướng cướp liều đồng của tôi cũng đủ cho họ có món tiền thưởng quá là to rồi. Nhị Nương cau mặt. Nhưng mà khi huynh bị bắt, bị mang án tử hình, người đàn bà đó không nghĩ một chút tình cảm vì ân cứu mạng của huynh cả hay sao? Người áo đen cười nửa miệng. <cười> tình nghĩa có trong lúc đó được hay sao? Nếu còn có nghĩ đến thì làm sao lại có chuyện âm mưu như vậy? Không còn giữ được bình tĩnh nữa, Nhị Nương đập mạnh tay xuống mặt bàn. Huỳnh đã cứu mạng, đã bao bọc cho nàng, thế mà nàng lại hãm hại Huỳnh. Người áo đen nhìn thẳng vào mặt của nhị nương, hình như hắn cố nghĩ đến bộ mặt thiện lương nào đó. Hắn nói, nhị nương, ân oán giang hồ là như vậy, nhị nương không thể hiểu được đâu. <laughs> đâu có gì gọi là ân nghĩa, câu chuyện xảy ra từ đầu vốn là một âm mưu. Họ không làm gì được tôi, chỉ trừ cách đó chỉ cần tôi bị bắt Chỉ cần tôi mang bản lĩnh tự hình Là họ coi như đã hoàn thành kế hoạch Ân nghĩa đâu có ở đây Nhị nương gặn lại Cho dù đó là một âm mưu Nhưng lòng thương người của Huỳnh Suốt cả thời gian cứu nàng Bao bọc cho nàng Không cầm hóa được nàng chút nào hay sao Người áo đen bật cười thành tiếng Nhị nương bảo tình thương cảm hóa ử ừ. <laughs> Họ đâu có thấy đó là tình thường Họ thấy đó là sự ngu ngốc của tôi chứ Mà bất cứ một kẻ ngu nào Dưới mắt của họ Cũng đều đáng chết Nhị nương hỏi Sau đó Lầu huynh bị đám bổ đầu dẫn đi ừ Người áo đen gật đầu Tự nhiên là như vậy Tôi cúi mặt đi theo họ Tôi không buồn nói một tiếng nào Nhị nương có vẻ tức tối Tại sao? Tại sao Huynh lại cam chịu như vậy? Chính Huynh cũng thừa biết đó là âm mưu đưa Huynh vào chỗ chết. Tại sao Huynh không phản ứng lại? Tại sao Huynh ngu? Tức tối vì người ngày bị hãm hại, người ơn bị trả oán. Nhưng mà khi nói đến tiếng ngu, nàng vụt thấy lỡ lời. Mặt nàng vụt ửng hồng. Nàng nghĩ đến một câu trách mắng tương tự của một người vợ đối với một người chồng. Khi mà thấy chồng mình bị người ta lừa gạt. Người áo đen điền đạm mỉm cười. Nhị nương, người ta đã nắm tôi trong tay. Ngọn đào của tôi lại đang cắm vào tâm khẩu của nạn nhân. Có cố biện mình cũng chỉ làm cho thêm trò cười cho thiên hạ. Mà cho dù những bộ đầu có mặt hôm đó tin tôi, họ cũng không có quyền buông thả. Vì không cần tội đó, nội cái tên tướng cướp liêu đông của tôi cũng đã giữ tội tử hình. Hướng chỉ, những kẻ nọ trước đó đã chung một âm mưu. Nhị nương hỏi Làm sao huynh biết Người đàn bà ấy có cấu kết với bọn bộ đầu quan phủ Người áo đen đáp Nếu không như thế Thì tại sao chuyện vừa mới xảy ra Là đã có mặt phủ quan Trong đời đâu có chuyện nào trùng hợp Quá lì kỷ như vậy Khi mà tôi vừa bước chân vào nhà Nơi xảy ra án mạng Thì họ cũng bước theo sau Nhị nương nhăn mặt nhưng mà khi Huynh đã biết rõ đó là âm mưu hãm hại Tại sao Huynh lại ngoan ngoãn đi theo họ Huynh biết võ, sở học lại còn cao Họ làm gì được Huynh chứ Người áo đen mỉm cười Nhị nương, có nhiều chuyện không thể nói ra Nhị nương gặn lại Chẳng hạn như là chuyện nào Người áo đen lại mỉm cười Hắn nhìn nhị nương chăm chăm Và hắn làm thình thật lâu như là không muốn đi sâu vào vấn đề nó nữa. Người áo đen lảng sang chuyện khác. Tin đó truyền về hồ lô cấu. Thêm một lần thứ hai khiến cho tú cô và phụ thân của nàng thất vọng. Có thể nói đây là lần thất vọng quá là lớn lao. Phụ thân nàng buồn giàu sinh bệnh. Và chỉ một thời gian ngắn là người từ giã quái đời. Thương hại nhất là tú cô. Thương lòng chưa kịp lành thì lại thêm một lần tàn nát nàng không còn chịu đựng được nữa. Nàng bỏ quê hương, đi theo đoàn lạc đà vận tải của triệu dỗ và đình sói. Và chính vì chuyện đó, nàng đã bảo tôi là con người không có lương tâm. Nhị nương cao mặt. Chuyện quả như thế hay sao? Người áo đen mỉm cười. Đây là những lời nói của tôi. Tin hay không là còn phải do người đối thoại nhị nương trước mắt nhìn vào mặt của hắn nàng có vẻ trầm ngầm nếu quả như thế thì nàng thật là đã hiểu lầm huynh không phải là một con người đáng trách người áo đen thở ra đa tạ nhị nương nhị nương hỏi như vậy bây giờ huynh đi tìm tú cô để người áo đen chặn nói tôi thọ ân nhà họ dài quá nặng nếu tú cô có được cuộc đời yên vui thì có lẽ cũng không cần đến tôi lo lắng. Nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể ngồi yên. Nhị nương gật đầu. Đúng, tìm được nàng rồi, có thể cùng nàng giải nỗi oan tình. Người áo đen lắc đầu. Tôi tìm nàng không phải là vì với ý đó. Nhà họ giải lầm vào hoàn cảnh bây giờ, trách nhiệm của tôi nhiều lắm. Bởi vì giá như năm xưa, tôi đừng ly khai hồ lô cấu Thì có thể chuyện thảm đó không có xảy ra Bất luận như thế nào Còn tôi thì phải tìm nàng cho được Rất mong nhị nương thương tình mà giúp đỡ cho Nhị nương trầm ngâm Tôi chỉ biết trong lúc mà xóm Lục Vân giải tán Tôi thì theo Lão Kim Còn Tú Cổ thì theo những người còn lại trong đám Lạc Vân Người áo đen nhòa mình lên. "Sao? Tú cô vẫn theo đám Lục Vân, nhưng mà họ đi về đâu?" Nhị Nương lắc đầu. "Tôi nhớ có người nói họ đến kinh sư, nhưng có quả thật là đi về đó hay không thì thật tình tôi không biết được rõ." Người áo đen biến sắc. "Tại làm sao nàng lại theo đám Lục Vân? Chẳng lẽ Lục Vân đã biết?" Nhị nương chặn hỏi: "Sao, huynh bảo sao? Lục Vân biết cái gì?" Người áo đen mỉm cười: "Nhị nương, Lục Vân chính là người đàn bà năm xưa đã âm mưu hãm hại tôi." Nhị nương sững sốt, nàng khựng đi một lúc không nói ra lời. Thật lâu nàng hỏi: "Huynh, huynh bảo Lục Vân là người đàn bà năm xưa đã âm mưu hãm hại huynh?" Thật là chuyện ngẫu nhiên trùng hợp đến lạ thường. Như vậy, người thứ hai mà Huynh tìm kiếm chính là con người đó. Đúng rồi, Nhị Nương chính là con người đó. Nhị Nương lại ngồi sững lặng thình. Hình như nàng có một vấn đề đang làm cho nàng bông khuông suy tính. Người áo đen không nhìn ngay nàng. Hắn chỉ dò xét bằng trực giác. Vào hồi lô sau, hắn đứng dậy vòng tay ờ, nhị nương, tôi xin phép cáo từ và xin có lời xin lỗi đã khuấy giày thì giờ của nhị nương quá là lâu. Riêng về 400 lượng bạc, mong nhị nương nhận cho chút lòng thành thật. Hãy xem như là món quà diện kiến sơ giao. Đã đành là so với sản nghiệp của Kim Lão, số bạc này như là cỏ rác. Nhưng mà với tôi, nó vẫn thể hiện được sự quý mến đối với nhị nương. Ngay sau khi mà gặp được Tú Cô rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức để mà đến đầy viếng tạ hắn vòng tay nghiêng mình lần nữa và quay bước ra ngoài như người mê sực tình nhị nương vụt kêu lên khoan đã phí ra người áo đen quay lại nhị nương còn có điều gì dạy bảo ư Ra mặt của nhị nương chợt ửng hồng nàng nhìn hắn trần trần tôi đã giúp cho phí ra ít nhiều không biết phí gia có thể vui lòng giúp đỡ cho tôi hay không? Người áo đen có vẻ ngạc nhiên. Xin nhị nương cứ nói, chỉ cần có thể, cố gắng là tôi nguyện hết sức mình. Nhị nương cúi mặt, vành tay của nàng ưng đỏ, nàng nói qua hơi thở ngập ngừng. phí gia, tôi, tôi muốn phí gia, ra, ra ơn, đưa dùm tôi đi khỏi nơi này người áo đen sừng sốt sau nhị nương bảo nhị nương cúi đầu thật là thấp giọng nói của nàng cũng thật là thấp phí ra hãy đưa dùm tôi đi người áo đen bàng hoàng nhị nương người muốn đi đâu nhị nương thu hết can đảm nói thật là rõ ràng phí ra đi đâu xin cho tôi theo đó tôi tình nguyện. Bây giờ thì thật sự hoàn toàn rúng động. Người áo đen mở tròn to đôi mắt. Nhị nương. Như thế có nghĩa là sao? Nhị nương lắc đầu. Phí gia đừng hỏi. Mà có gì phải hỏi nữa đâu. Tôi tình nguyện đi theo phí gia. Chỉ sợ phí gia ghê tầm. Lặng đi một lúc. Người áo đen dịu giọng nhị nương xin nhị nương nên nhớ người đang là gái đã có chồng nhị nương nhẹ gật đầu tôi biết nhưng thật ra đó chỉ là danh nghĩa tôi biết phí gia không làm sao hiểu được bọn phú hộ là những cái máy làm già bạc và chỉ biết có bạc mà thôi đàn bà đối với họ chỉ là chuyện giải buồn nàng rươm rướm nước mắt rồi nói tiếp Bắt đầu vào tuổi trưởng thành, tôi đã biết tưởng tượng đến một người chồng. Tôi đã hình dung một người chồng như là thế nào. Nhưng thật là cay nghiệt, người chồng đó tôi không làm sao có được. Cho mãi đến ngày này, khi gặp được phí già, tôi chợt nhận ra nỗi ước mơ của tôi không phải là toàn mộng ảo. Trên đời vẫn còn con người bằng da bằng thịt, mà từ tuổi cập kê, tôi mong đến nhớ bây giờ. Người áo đen đã lấy được bình tĩnh Hắn nói bằng một giọng ôn tồn Nhị nương Kim lão đã được tôn xưng là bà vạn Dựa vào con người như là thế Đời của nhị nương sẽ được vô cùng bảo đảm Trong khi tôi đang mang trong mình cái tên là tướng cướp điều đồng Cái án tử hình chập chờn ở trước mắt Nhị đường nưa tay chặn nói Tôi biết Tôi còn biết đến ngày mai nguy hiểm như thế nào nhưng xin phí già cũng hiểu cho rằng, nếu tôi chỉ chọn cái vinh hoa phú quý, chỉ muốn được ăn ngon mặc ấm, thì nhất định tôi không bao giờ mặt dài mày dặn để mà xin đi theo phí già. Chắc là phí già cũng thừa biết nói ra chuyện này là một điều cực kỳ sỉ nhục đối với một người đàn bà. Tôi nói như vậy, tôi nghĩ phí già sẽ không có điều gì khó hiểu. Người áo đen cau mày và nhìn ngay nàng nghiêm giọng Nhị nương đã xem trọng tôi như thế Thật là không có sự nào cảm kích nào bằng Thế nhưng tôi không thể đưa nhị nương đi được Nhị nương ngẩng mặt lên Mắt của nàng ưng đỏ Phí giả Người không thể Người áo đen điền đạm Hắn nói thật là nhẹ nhàng Hắn cố tránh không cho xúc động Nhị nương Không phải là tôi không bằng lòng nhưng mà không thể để cho nhị nương vì đây là nhà của kim bá vạn nhị nương đã là người của kim bá vạn xin nhị nương nhớ cho điều đó giá như trước kia nhị nương được người ta mang tiền chuộc đến đừng nghĩa nghĩa vợ chồng nhị nương đừng để cho nhất thầy xúc động mà sau này hối hận không phải hối hận vì lương tâm chỉ cần nhị nương đem cả tấm lòng thành này đối với kim bá vạn nhất định là có một ngày nào đó người ta sẽ thấy vì người ta không còn lạnh nhạt. Mong nhị nương hãy nghe lời của một người bạn, tuy là mới quen, mà nhiều thông cảm cho tôi. Nhị nương cúi đầu thật là thấp, da mặt của nàng tái nhạt. Người áo đen ôn tồn nói tiếp. Nhị nương, nếu hôm nay tôi đưa người đi, sau này nhất định người sẽ trách tôi, sẽ thấy tôi không phải là một người bạn tốt. Tôi mong Nhị Nương hãy xem tôi là một người bạn, hãy nghe lời bạn, một người bạn đã đem cả chân tình để mà đối xử với nhau. Hắn dùng tiếng người thật là thiết tha êm dịu, nội một tiếng người mà hắn dùng gọi Nhị Nương trong câu nói đã làm cho nước mắt của nàng tuôn rơi. Dòng nước mắt cảm động chứ không phải là oán trách. Hắn lại nghiêng mình, "Nhị Nương, hãy nghe lời tôi mà cho tôi được cáo từ." tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ miên trường và phải có ngày tái ngộ. Không đợi cho nhị nương ngẩng mặt lên, hắn tung mình ra cửa sổ. Hắn phi thần một cách thật là nhẹ, nhưng cũng thật là nhanh. Hắn không dám lưu luyến, mà cũng không dám làm kinh động. Nhị nương ngẩng mặt nhìn theo, bóng người áo đen khuất hẳn vào trong bóng tối. Nước mắt của nàng vụt trào lên, nàng kêu qua hơi thở. Phí già Huynh Sòng bạc của Triệu Dỗ và Đinh Sói mở trong một ngõ hẻm. Bây giờ ngay đầu ngõ hẻm có hai tên xài nhà mang đào đứng ở cành phòng. Ánh đèn vàng vọt mập mờ, ngõ hẻm hầm hập mùi tử thi. Bên kia đường đối diện với ngõ hẻm, thiên hạ đứng đồng nghẹt. Họ xôn xao bàn tán người này ghé tai vào tai người kia, mỗi người có một lập luận khác nhau. Sự việc xảy ra cách đó không đầy 10 trượng, vậy mà không một người nào kể lại giống như là người nào. Nhiều người đâm ra tức tối, họ muốn xông vào xem thử. Nhưng nhìn vào bộ mặt lạnh như tiền của hai ông say dịch quan phủ, lờ thiên hạ teo luôn. Trong đám người đứng lô nhố, có một người loát thoát y như là khỉ đói, Đặc biệt hơn nữa là hắn đứng giữa đám đông nhưng mà không nói với ai một tiếng nào. Đôi mắt tròn xe sáng quắc của hắn láo liêng, vành tai dao dảo của hắn vành vành lên, dáng cách nghe ngóng chứ không hề mở miệng. Một lúc sau, bên cạnh hắn lại thêm một người. Một lão già giống y như hắn, cũng ốm tòng teo như khi. Hắn liếc nhẹ về phía lão già, cả hai làm thình một lúc sau, lão già chợt lắc đầu và gã thanh niên chậm chậm bước đi. Lão già đưa tay cản lại và đưa mắt nhìn về bên phải. Cái liếc mắt làm hiệu gã thanh niên quay mặt nhìn theo. Cách hắn không xa, hắn thấy một cô gái vận áo hồng, bên ngoài choàng một chiếc áo rộng màu đen, bao đầu bằng cái khăn lụa cũng đen. Làn da trắng của nàng nổi bật, người nhìn qua có cảm tưởng cô gái đó là một đóa hoa lạ đầy hương sắc giữa rừng. Gã thanh niên gãi gãi đầu và rời ánh mắt trở lại phía lão già. Lão già lặng thình cũng không tỏ vẻ gì với hắn. Một lúc sau, cô gái áo choàng đen vụt cúi đầu bước thẳng ra ngoài. Lão già vội bỏ ra đám đồng. Gã thanh niên bươm bà đi theo hỏi nhỏ. Sư phụ, không có dấu vết gì sao? Lão giả đáp, có, chắc là hắn. Bằng vào thủ pháp ấy, ngoài hắn giả, không còn ai vào đây đâu. Gã thanh niên gật gật, khá quá nhờ, hạ hết, lấy hết, không trở lại một dấu vết nào, thật là quá khá. Lão già nói, cần tiền, lờ không cần mạng, muốn giải quyết về sinh mạng thì không phải cần tiền cái này lại khác vụ này thanh toán cả hai chuyện rất tiếc là mình theo thật là chậm nếu không sẽ chứng kiến một chuyện hay ta nhất định bên trong còn có nhiều uẩn khúc chứ không đơn thuần là chuyện cướp người hại của như là thiên hạ đã bàn tán cũng như là không phải như là lập luận của bọn xài nhà gã thanh niên hỏi không lộ nhiều, nhưng mà vẫn để lại một chút vết tích. Cứ theo như là sư phụ thấy, thì có phải hắn cố tình lưu lại cho bọn chó săn chim mồi của nhà môn theo hắn hay không? Lão già lắc đầu. Ờ không, không phải như vậy đâu. Ta chỉ đoán chứ không làm sao chắc được, vì không có dấu vết nào bảo đảm. Gã thanh niên toét miệng cười. Sư phụ, xin sư phụ đừng nóng đệ tử còn có được món này hắn cho tay vào mình lấy ra một cái túi ra lão già nhìn sững thứ đó ở đâu gã thanh niên đáp đứng trong đám người ồn ào quá cho nên là không chịu nổi đệ tử bỏ ra ngoài nhờ đó đã tìm ra được thứ này lão già chụp lấy cái túi nhìn qua rồi vụt kêu lên hầu nhi hãy đi màu Gã thanh niên loáng thoáng hai ba lượt lờ mất hút, lão già không thấy nhóng lên, nhưng sau đó lờ cũng mất luôn. Thật khó mà ước lượng được họ đã đi đâu, vì trên con đường rộng như thế này, ẩn mặt thì có thể đứng len vào đám đông, chứ tách ra thì nhất định sẽ bị người dễ dàng phát hiện. Hai thầy trò Hầu Nhi và Lão Tôn không thấy ra ngoài, như vậy chỉ còn cách là họ đi vào trong hẻm trong hẻm có tiếng động. Đang đêm, hẻm là ngõ vắng hơn ở ngoài đường, nhưng mà nhất định có nhiều ngõ hẻm lại hoạt động nhiều. Ngõ này là một. Chẳng những có tiếng động mà lại còn có tiếng cười, tiếng cười của đàn ông. Cô nương, hãy chịu xuôi tay cho cái rồi. Lời nói xuôi của cô nương chỉ có thể có hiệu lực trong phòng kín mật thôi. Lão Tôn vỗ nhẹ lên vai của Hầu nhì và đẩy mạnh vào trong hẻm Hầu Nhi vừa nhào vào Vừa nói à, Đây Coi chừng nép qua bên kia đi vào Đúng rồi chết người rồi Lỡ bồi thường đó nha Hắn nói giọng nhựa nhựa Như là người say rượu Trong ngõ hẻm tối Ngựa bàn tay không thấy Hiện có đúng ba người Một chính giữa Hai người hai đầu Họ đang nói chuyện với nhau Người đứng ngoài bị hầu nhi đầm sầm đi vào Đụng vào một cái thật là mạnh Hắn đụng người Mà lại còn cự nữ Hắn nói Thấy chưa đã đã bảo rồi Đã bảo nép qua bên đây Nói rõ vậy Mà không chịu làm ơn nghe Để cho tới đụng Chỉ nghe một tiếng hừ Rồi mất luôn Chứ không nghe tiếng nói Gã thanh niên lại la lên Mẹ ơi cái ông giả tía của tôi giật hoài tới tả Hắn chạy tới và kêu. Ờ coi chừng nhá. Chạy nữa đấy. Ờ, tránh vô. Đụng hết. Cái tên thật lạ. Nếu bảo vì trời tối không thấy đường. Thì tại sao người đứng giữa lại không đụng. Hắn chạy ngang. Và lách một cái là qua luôn. Vậy mà khi tới người cuối cùng. Hắn lại đâm ngay vào mình. Hắn vào một cái thật là mạnh. Người đứng đầu trong đó có lẽ là đã đề phòng nhưng mà vẫn té ngừa cũng như là tên đứng đầu ngoài tên này cũng chỉ nghe hư hư nho nhỏ rồi nằm yên bất động người đứng giữa sửng sốt câu chuyện bắt đầu hơi lạ từ bên ngoài lại có hơi gió thốc vào giọng nói khàn khàn của một người già cất lên cô nương chẳng hay cô nương có thấy một thằng bé loắt choắt chạy vào đây hay không Người già cả, mắt kém, trời tối đen như mực, mà vẫn phân biệt được người đứng giữa là cô nương. Lại thêm một chuyện lạ thứ hai. Bằng vào phản ứng tự nhiên của một đứa con bị trà giày, cô gái đáp nhanh. Ờ không, tôi không thấy. Chợt nghe từ trên mái nhà ngói gần đó có tiếng vang lên. Khá đấy, cô nương quả thật là có lương tâm. Thấy không, lão già đừng có làm dữ nữa bóng người nhoáng lên gã thanh niên khi nãy từ trên mái ngói rơi xuống bành cô gái một cách nhẹ nhàng vừa xuống tới là hắn hỏi ngay lão già hai cái chướng ngại vật này bây giờ phải làm sao đây lão già đáp nhớ y như là phía bên trong này có một cái mương sâu lắm mà gã thanh niên gật đầu à, lão già già rồi mà vẫn là nhớ dài đấy Ờ đúng rồi, trong đó có cái mương vừa sâu, lại vừa có lùm bụi um tùm. Để nhị vị đại nhân ấy nằm nghỉ, chắc là sẽ khoai lắm. Hắn khoa mình xuống, một bên cầm một bên. Không thể ngờ được, hai gã đại hán vóc dáng rình ràng. Vậy mà gã thanh niên nhỏ thỏ đó lại cập cả hai tên như là cập hai con thò Cô gái đứng nhìn kinh ngạc. Chỉ một giây sau, hắn trở lại lão già hoài ngay ờ này hầu nhi có sửa áo quần ngay ngắn lại cho người ta hay không đây gã thanh niên đáp lão già yên lòng đi trong người họ không có gì lo ngại chỉ có ít bạc vụn là vừa đủ cho hai thầy trò mình lai dài một bữa vậy thôi lão già hừ hừ à, giỏi giỏi lắm bây giờ cô gái đã hiểu được câu chuyện của họ rồi Nàng vội nghiêng mình Đa tại nhị vị đã cố tình giúp đỡ Lão giả đáp à, Không có gì Thật ra từ trong đám đồng Thầy cho tôi cứ tưởng cô nương là nhân vật giang hồ Không ngờ lại không thể nào ứng phó với hai tên chó đẻ này Cô gái có vẻ ngập ngừng Lão già, Tiểu nữ chỉ là phân nửa giang hồ mà thôi Lão già cười, phân nửa giang hồ. À, cái danh xương này nghe mới lạ quá, nhưng mà chắc phải có một sự giải thích mới thông. Cô gái đáp, vì gia đình tiểu nữ làm nghề buôn bán, thường hay tiếp xúc với những nhân vật giang hồ. Lão già gật gật. À, à. Như vậy à, gia đình cô nương có công việc buôn bán tại trường giả khẩu. Cô gái đáp, không đâu, lão già, gia đình tôi ở tại thừa Đức Phủ. Lão già lại à, à, tại thừa Đức Phủ. Lão Phủ có một người bạn giúp cho một thường hàng, nhưng mà lâu quá rồi, không gặp lại nhau. Cô gái hỏi, lão già, chẳng hay vị lão già đó làm việc tại thương hàng nào ở thừa Đức? Lão già đáp, ở uh, lâu quá rồi, và lại chỉ nghe nói chứ chưa tới lần nào thành ra là không nhớ rõ à, để coi nào à, đúng rồi cái gì à, dục kỳ nhỉ à, đúng rồi dục ký thương hàng cô nương có biết cái thương hàng đó hay không cô gái không trả lời mà hỏi lại lão già chẳng hay vị lão già đó danh tính lão già đáp hắn họ bà cô gái buột miệng trai uất trí lão già gật gật à, đúng rồi ở à, hắn đấy cô nương biết hắn ư ừ. cô gái đáp dục ký thương hàng là thương nghiệp của cha tôi vị họ bà làm quản sự ở nơi đó tôi thường gọi là lão già lão già hỏi thế chắc cô nương họ lạc cô gái gật đầu, vâng, tiểu nữ tên là lạc minh châu, lão già vỗ tay, à, như vậy thì không phải xa lạ, lạc lão đệ thường gọi ta bằng uh, lão cả đấy, lạc minh châu nói, như vậy cháu xin gọi đại gia là lão bá, lão già gật gật, à, đúng đúng đấy, cứ như vậy, à, tốt lắm gã thanh niên chen vào Sư phụ Nếu con gái của lạc lão già Thì đệ tử phải gọi bằng là thư thư Lão già lại gật gật à, đúng, à, đúng đấy Hầu nhi Nhớ đây là cũng nhờ bà thúc thúc Của người đó nha Nếu không thì ta cũng không có quen được Với lạc lão đệ đâu Ta không quen với lạc lão đệ Thì người đừng hòng có được Một vị thư thư như vậy gã thanh niên vỗ tay. Vậy mà từ lâu sư phụ không cho đến Thừa Đức, đệ tử cứ tưởng theo sư phụ suốt đời sẽ không bao giờ có được một vị thư thư. Lạc Minh Châu cười, nàng tuy mới gặp nhưng rất dễ có cảm tình với hai thầy trò của gã thanh niên trực tính. Có lẽ cũng có một phần ảnh hưởng cái tốt của bà quản sự. Nàng nghĩ tới một người như thế, nhất định bằng hữu cũng phải là hạng tốt nàng nói ờ, bằng hữu đừng khách sáo như vậy cứ xem chúng ta như là chị em gần gũi lâu ngày gã thanh niên nói đà tạ thư thư nhưng mà thư thư này nhận thầy trò tiểu đại là người thân sau này nếu có chuyện phiền hà mong thư thư đừng trách nhá lạc minh châu cau mặt câu nói của hắn có vẻ lạ lùng nàng biết hai thầy trò này là bậc lão giang hồ họ lại thẳng thắn chính vì thế nàng đâm ra thắc mắc câu nói của gã thiếu niên thấy cô con gái của người bạn mình có vẻ nghi ngờ lão già nói ngay này à, cô bé lão họ tôn tôn chất thiền cháu có nghe bà lão đệ nói đến lần nào hay không lạc minh châu mở tròn đôi mắt như vậy là đại thánh tôn lão già người cầm đầu của nghĩa bình đoàn năm xưa tôn chất thiên lắc đầu cười không thể gọi là cầm đầu vì trên ta còn có người khác nữa chỉ có thể nói lão phu là một người cao tuổi nhất trong số nghĩa sĩ của nhà mình còn lại mà thôi ông ta chỉ gã thanh niên rồi nói tiếp hắn là tôn thừa kế nhưng ta quen gọi là hầu nhi Tôn thừa kế cười nói Đệ tử của Đại Thánh Nếu không gọi là Hầu nhị Thì chắc không còn có tên gì xứng đáng Tôn chất thiên co tay Cù lên đầu của đền đệ tử một cái cốc Hắn thụt cổ lùi lại phía sau Ông ta quay qua hỏi Lạc Minh Châu Thì cháu đến trường gia khẩu có một mình à? Lạc Minh Châu gật đầu Dạ vâng, cháu đến có một mình Tôn Chất Thiên hỏi. Cháu đến làm gì? Cha cháu sai đi à? Lạc Minh Châu lắc đầu. Không phải. Là một người nhiều kinh nghiệm, Tôn Chất Thiên biết ngay Thừa Đức đã có chuyện xảy ra. Ông ta vội hỏi. Sao vậy? Thừa Đức đã có gì chẳng? Lạc Minh Châu cúi đầu một hồi lâu rồi đem chuyện xảy ra thuật lại nàng kể rõ chuyện phí mộ thư can thiệp vào và luôn cả chuyện làm không khéo của cha mình cuối cùng nàng lại nói thêm chính vì không thể nào chịu nổi cái thái độ kỳ cục của cha cháu nên là cháu đã bỏ đi tôn chất thiên cầu mặt người ta thường bảo phí mộ thư là một đại đạo một tướng cướp nhưng riêng ta ta thấy trong giang hồ hiện nay chỉ có một mình hắn mới xứng mang cái chữ hiệp trong mình, xứng đáng với danh vị anh hùng. Cha của cháu vì chuyện dối rằm nên hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng đáng lý bà lão đệ phải sáng suốt chứ? Tại sao lại cũng cứ để như thế vậy? Thật là bậy, lúc nào gặp ta phải hạch hắn mới được. Lạc Minh Châu nói, chuyện này cũng không thể nào trách bà lão bá chính bà lão bá đã hết sức can ngăn. Thế nhưng tại vì cha cháu không chịu nghe, cứ bảo đó là chuyện riêng của nhà họ Lạc. Thành ra bà lão bá cũng không biết phải làm sao. Tôn chất thiên cự nữ. Không thể như thế được. Cha của cháu vì dối rắm hành động quá xài cũng còn có chỗ dùng chế. Nhưng ngờ lão bà thì không được. Có lão ở đó làm gì? Bằng hữu sai đường, thì những người bạn thiết chung quanh cũng phải có trách nhiệm bằng mọi cách phải ngăn được cho kỳ được, kể cả có cách đánh ngã để mà ngăn. Bậy quá, lão bà thật là bậy." Tôn Thừa kế nói, "Lão già, xin lão già bớt nóng. Sau này có gặp bà thúc thúc rồi sẽ nói cũng chẳng có muộn. Bây giờ phải lo chuyện khác, nhất là mình đã biết hắn thật rồi thì phải có thái độ Tôn Chất Thiên chặn nói Người hãy yên lòng Nếu hắn chính là phí mộ thứ, Thì nhất định không khi nào hắn chịu chùi đầu vào ổ giặc Mà hắn chùi vào Thì chắc chắn phải có dụng tâm Tôn thừa kế hỏi Nếu thế Thì chuyện tiêu diệt bọn đinh sói Rồi vơ vét hết của cải là nghĩa làm sao Tôn chất thiên lườm lườm <laughs> Đổ ngu không nghe lạc thư thư của người nói đó hay sao? Tại thừa đức, hắn đã hỏi thăm vụ giải tú cô. Có thế, cho nên là hắn mới phăng lần đến trường gia khẩu. Cứ theo ta nghĩ, hai cái tên chó chết đó đã làm hại giải cô nương. Bởi vì không như thế, khi nào họ phí lại chịu giết bọn họ mà hạ lưu như thế. Lạc Minh Châu hỏi nhanh, lão già đã có gặp hắn rồi sao? Tôn chất thiên đáp Đồ phải chỉ gặp thôi không Mà còn nhiều lần giúp hắn nữa đấy Kể lại cho Lạc Minh Châu nghe đầu đuôi câu chuyện Từ lúc gặp phí mộ thư Ông ta lại nói thêm Hắn đến hẻm móng ngựa Vốn không phải là tìm đình sói và triệu dỗ Hắn kiếm người đàn bà Đã hãm hại hắn nằm xưa Vì hắn được tin Người đàn bà đó đến trường gia khẩu Lập thành xóm điếm Lấy tên là xóm Lục Vân ờ chuyện đó ta biết nhưng tại vì hắn không chịu thừa nhận thành ra ta cũng chưa tiện nói lạc minh châu hỏi đại gia bây giờ đại gia có biết hắn ở đâu không tôn chất thiền đáp ờ ta không biết ta đã định bám ai thì cho dù người đó có thành con ruồi ta cũng bám theo tới đó chỉ riêng có hắn là ta phải chịu thua rõ ràng hắn thấy đến đó Vậy thì khi dình theo thì thành ra lại trống rỗng. Hắn là con người ứng biến nhanh quá, ta không làm gì được hắn. Nhưng mà không sao, cháu bé định kiếm hắn là có chuyện gì sao? Lạc Minh Châu đỏ mặt ấp úng. Ờ không, cháu chỉ nghe nói mà hỏi thế thôi. Nàng nghĩ mình có thể giấu được, không ngờ lão tôn này có con mắt quá là tình vị. Khi vừa nghe chuyện là ông đã đoán biết ngay Nếu không vì phí mộ thư Thì nhất định nàng không đến trường gia khẩu Ông ta cười cười à, Cô bé Cứ theo như ta biết Người đàn bà nằm xưa hãm hại hắn Hiện tại Rồi đám nhàn út vào kinh sư Vị cô nương tên giải tú cô Cũng có thể đã bị chúng mang theo Bây giờ muốn kiếm cho được vị cô nương đó Là phải kiếm lục vần Bây giờ cháu định trở về Thừa Đức hay là muốn theo thầy trò ta đến kinh sư? Vì nhất định ta phải theo giúp hắn." Lạc Minh Châu lắc đầu. "Không, cháu không về Thừa Đức đâu." Tôn Chất Thiên cười. "Không về Thừa Đức nghĩa là theo ta đến kinh sư giúp hắn phải không?" Lạc Minh Châu e thẹn gật đầu không nói. Tôn Chất Thiên trầm ngâm. "Ờ cũng hay." Vậy bây giờ cháu hãy theo ta đến kinh sư. Tiện đây có thể tìm người quen báo tin về thừa đức cho cha cháu biết. Chuyện đó hãy giao cho hầu nhì. Ở nghe chưa? Đi đi. Tôn thừa kế không lên tiếng. Nhưng khi Minh Châu quay lại thì hắn đã mất tiêu. Lạc Minh Châu quay lại trầm ngâm. Lão già, không biết hắn có biết chuyện Lục Vân đến kinh sư hay không? tôn chất thiên cười hắn không đến thì mình đến làm gì chẳng lẽ ta đưa cô đến đó để mà rồi không gặp hắn hay sao lạc Minh Châu đỏ mặt cúi đầu đêm đã về khuya trường ra khẩu có một chỗ có nhiều hoạt động về đêm nhưng bây giờ thì vì quá khuya rồi nên đã có nhiều nơi đóng cửa ánh sáng bắt đầu thưa thớt cả đến hẻm móng ngựa cũng không còn huyền náo nữa. Chỗ có thể gọi là để đèn khuyên nhất xóm, là xóm Thám Xuân Viện. Hai chữ Thám Xuân đủ cho người ta hình dung đó là chỗ ở nào. Nhưng bây giờ thì trong Thám Xuân Viện cũng không còn đèn nữa. Phía sau, chỗ ngôi lầu nhỏ là chỗ có ánh đèn duy nhất. Gian phòng còn có đèn đó là gian phòng không lớn lắm, nhưng thật tràn nhã, chỉ nghe hơi hương trong gió, ai cũng biết đó là gian phòng của gia nhân. Màn đã buông rồi, không thấy rõ bên trong, nhưng bằng vào nhìn đôi giày thêu ở dưới giường thì cũng biết người đang nằm trên đó là ai. Tố Quân, người con gái làm nghề tiếp khách nhưng chỉ bằng lòng hầu rượu, chứ không chịu ngoài bổn phận. Người con gái đã tiếp phí một hư hôm nào, cũng là người đã tìm việc làm cho hắn mà không được thành công. Nàng đã vào màn, nhưng hắn còn chưa ngủ. Hình như nàng còn đang chờ đợi. Người đẹp đang giữa đêm khuya thành vắng ngồi trong phòng chờ đợi. Cho dù là đợi ai đi nữa, không khí đó cũng thật là nên thơ. Khung cửa sổ được mở banh ra. Một làn gió thốc bước vào. Người nàng đợi đã đến. Hắn là một gã đại hán có đôi mày thật là rậm, có đôi mắt như sao. Vóc dáng của hắn thật là hiền ngang. Hắn vào và hắn hỏi ngay. Ờ, tiêu muội chưa ngủ à? Tố quân đáp. Đợi huynh đấy, có thấy hắn động tĩnh gì hay không? Gã đại hán mày rậm kéo một cái ghế ngồi sát bên giường, thấp giọng nói. Ờ, ta chỉ biết hắn sô sập luôn sòng bạc của đình sói và triệu dỗ ngoài ra thì ta không biết gì nữa tố quân quay mặt lại tại sao vậy như thế nghĩa là sao gã đại hán mày dậm đáp hắn đã chẳng hỏi thăm về cô lục vân đó sao bọn đình sói cấu kết với lục vân tôi nghĩ hắn đang theo chuyện đó tố quân cầu mày nhưng mà không biết hắn tìm Lục Vân để làm gì? Gã đại hắn mày dậm nói. Ờ, à, năm trước tôi đã nói rồi. Con người của Lục Vân có chuyện nguy hiểm chứ không đơn giản đâu. Tố quân nói. Tôi biết. Chỉ có điều lúc mà chúng ta đến đây thì đám Lục Vân lại rời đi. Làm sao có cơ hội cho mình theo dõi. Cho đến chuyện đám đó rời về đâu thì mình cũng không biết nữa mà trầm ngâm một chút gã đại hán mày rậm nói ờ tiểu muội xem y thị có phải cũng là người trong ở, ổ đó hay không vì khi y thị đi là họ điều động tuổi muội đến đầy ngày tố quân lắc đầu không thể đâu những người trong đó tôi đều biết họ đâu làm sao mà giấu tôi được gã đại hán mày rậm nói ờ cũng mong rằng cô ta không phải Ờ chứ nếu không thì mình không thể ngồi yên. Ngừng một giây, hắn hỏi. Nhưng con người đó thì sao? Tiểu muội xem hắn có phải là phí một thư hay không? Tố quân đáp. Có thể đúng hết 9 phần 10. Phí một thư vượt ngục tại Liêu Đồng. Tại trường gia khẩu lại xuất hiện một tay võ công chắc tuyệt. Rất có thể hắn đã từ Liêu Đồng vượt đường đến tận nơi đây. Chỉ có một việc mà tôi không thể nào biết nổi Nếu đúng là hắn Thì tại sao hắn lại cố chui vào cái ổ này làm gì Gã đại hắn mặt rậm nói Ở bất luận là như thế nào Chỉ cần hắn đúng là phí mộ thư Thì chúng ta quyết không để cho hắn chui vào cái ổ này Tố quân gật đầu Đúng rồi Nếu hắn là phí mộ thư Thì nhất định không cho hắn dính líu vào đây gã đại hắn mày rậm cầu mặt nhưng uh, giải quyết làm sao có phải tiểu muội tố quân đáp huynh yên tâm muội đã có cách gã đại hắn mày rậm có vẻ thận trọng tiểu muội không phải là chuyện chơi đâu nhá. võ công của hắn đã cao con người lại nhiều cơ chí hiện tại hắn là nhân vật số một trong giang hồ đối phó với hắn không phải là chuyện dễ đâu. Tố quân gật đầu. muội biết. Và Huynh có thấy muội làm hư chuyện bao giờ không? Gã đài hắn mày rậm nói. Thế nhưng ờ uh, tiểu muội uh, đến bây giờ chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Tố quân đáp. Huynh cứ yên lòng. Nếu hắn đúng là phí mộ thư thì nhất định họ không bao giờ lại buông tha cho hắn đâu. Và lại nếu hắn muốn quả lờ chui vào cái ổ này, hắn cũng không bao giờ chịu bỏ đi xa. Tôi sẽ cảnh cáo cho hắn. Nếu hắn cái tôi sẽ loại hắn. Ờ, tôi không tin, chúng ta không thể nào khống chế được hắn. Gã đài hắn mày rậm lại gật gật đầu. Ờ, tiểu muội bây giờ thì xin trông cậy cả vào tiểu muội Thật là cũng xứng đáng. Thao nào trừ vị lão nhân già lại chẳng giao trọng trách này cho tiểu muội Tố Quân hay mắt, bỏ đại công của bảy vị sư cả. Gã đại hán mày rậm cười cười. À, tiểu Muội, cái miệng của Tiểu Muội hay lắm. Nhưng mà cái lão dịch vật đó có đến làm phiền Tiểu Muội nữa hay không? Tố Quân bĩu môi, <laughs> giá dám mừ. Địa vị trong cái ổ này, Muội có phải là kém lão đâu? Gã đại hán mày rậm hỏi. Nhưng không biết Lão bao giờ về đây Tố quân đáp Sáng sớm ngày mai Gã đại hán mày dặm hỏi Thế công chuyện Đã ổn thỏa rồi chứ Tố quân đáp Ngựa đã vào hàng Và cũng đã lên đường Người thì cùng đi với lão Gã đại hán mày dặm hỏi Thế lần này tiểu muội có kéo về cho họ được nhiều người hay không? Tố quân đáp, không nhiều, chỉ có năm, nhưng toàn là tay hạng trong giang hồ hiện tại. Gã đại hán mày rậm có vẻ khó chịu. Thêm nhà trảo cho chúng, kệ trả nó, cho chúng tạo thêm nhiều tội ác, càng nhiều càng tốt. Bây giờ tiểu muội đi đi, sáng sớm hôm sau, Huynh sẽ bám theo. Hắn đứng lên và chỉ một cái nhún chân, chẳng những không nghe thấy tiếng động mà bóng hắn cũng mất luôn. Tố quân ngồi chân bất động, mắt nàng nhìn sững vào tấm gương trước mặt. Mắt nàng đăm chiêu, không hiểu trong lòng của nàng đang tính toán gì. Tiếng cú ăn đêm đã khóc khoải xa xa. Trời chưa sáng hẳn, sương sớm hẳn còn. Thị trấn Trường Gia Khẩu vẫn còn đang ngái ngủ. Trong giờ này chỉ có một hàng người bận rộn. Đó là số người chuyên hút phần ngựa, phần bò. Họ đi rất sớm, họ lan săn khắp các nẻo đường, nhất là những ngõ đổ về Mã Thị, những ngõ thuộc về phương Bắc. Các ngõ này thường có những đoàn xe, những đoàn kỵ mã vào thị trấn quá khuya, rời thị trấn khá là sớm. Vì thế, họ phải hoạt động thật là đúng giờ. Sớm quá sẽ trước những đoàn lìa thị trấn, muộn quá đồng nghiệp khác sẽ hốt tay trên. Phần ngựa phần bò không phải chỉ là tiêu thụ vào các nơi thu thập ở trường gia khẩu. Vì có nhiều địa phương dùng phân ngựa phân bò để mà làm phân bón, nhưng mà lại thiếu phần. Những người hốt phần này cũng chỉ có hành động rầm rộ vào sáng sớm, khi còn mây ngang. Sau đó không lâu, vẫn như thường lệ, họ làm xong công việc là rút về ngay. Tất cả lại chìm vào vắng lặng. Đó là đặc điểm của Trường Gia Khẩu. Ở nơi này, người ta thức khá là khuya và dậy rất là trễ. Chỉ có những đoàn xe ngựa lìa thị trấn đi xa mới dậy sớm mà thôi. Và bây giờ đang có đoàn xe ngựa chuẩn bị lên đường. Cuối quân đường phía Nam có một khách sạn khá lớn. Trong khách sạn có một cỗ xe nhẹ và sáu con kiện mã. Cỗ xe đã có người chấp sẵn dây cương xe hắn còn vén rèm trong xe trống rỗng sáu con ngựa có đủ yên cương nhưng cũng vẫn không yên kỵ sĩ chắc là còn uống chè cho ấm đoàn xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng từ trong khách sạn có bảy người một dọc đi ra dẫn đầu là một lão già cao ốm cách ăn bận khá là sang nếu như mà không phải là nhà quan thì chắc cũng là thương gia phú hào. Bên cạnh lão ta là một người bận áo đen, cũng ốm ốm cao cao. Theo sau có 5 người, cao có, lùn có, ốm có, mập có. Vóc dáng của họ không giống nhau, họ chỉ giống nhau một điểm. Cả 5 người sắc mặt âm trầm hung ác. Năm người đi sau, mỗi người tay cầm một binh khí, tay kia sách bọc hành lý, và họ cùng đi thẳng lại phóng mình lên ngựa người áo đen bước lại hạ tấm bừng xe lão già bước lên ngồi vào chiếc ghế thấp bọc nệm ở giữa xe vẫy tay ra hiệu quay mình trở lại phóng lên yên ngựa người áo đen khoát tay ra lệnh đi hai con kiện mã chờ hai tên đại hán trồm lên phía trước cỗ xe trao nhẹ và lướt theo phía sau còn lại ba tên đại hán và người áo đen. Bốn con kiền mã rẽ làm đôi, hai ngựa chạy ngang, hai ngựa sụt ra sau một khoảng. Không cần biết người ngồi trong xe là ai, chỉ trông vào cách chỉ huy hộ tống của người áo đen là đủ biết nhân vật đó không phải là tầm thường. Nhất định không phải là một thương gia hào phúc, chắc chắn phải là tay thế lực khác mạnh trong giang hồ hoặc là kinh sư cỗ xe vừa lăn bánh Từ trong ngõ hẻm đối diện Cách một con đường lớn Bỗng có một con ngựa đen cao lớn phóng ra Trên yên Một người đàn ông khá là cao lớn Đầu đội nón rộng vành Sụp xuống đến mang tai Hắn phi ngựa chặn cỗ xe Và vẫy vẫy tay Như là chào người áo đen hộ vệ Bị chặn thình lình Con ngựa trồm lên Cỗ xe lại trao qua và dừng lại Đỗ Huỳnh, sớm vậy, Người áo đen cao mặt Ờ xin lỗi Đỗ nghị này chưa hân hạnh Hắn nói chưa hết câu Vành nón của người khách lạ chợt hé lên Để lộ cái miệng cười Với hàm răng thật là đều thật trắng Đỗ nghị nhướng mày kêu lên Phí huynh đấy à <laughs> Bậy bạ hết sức Trời hắn còn tối nên là nhìn không kịp Mong phí huynh thứ lỗi cho Người đội nón cười nói Đỗ Huỳnh, hôm nay khách sáo quá đấy đỗ nghị hỏi hôm nay phí huỳnh cũng có lên đường hay sao người đội nón đáp ờ có chút việc còn chưa xong thành ra là đi không kịp chẳng hay đỗ huỳnh đi về đâu mà sớm vậy đỗ nghị đáp tại hạ hộ tống lão chủ nhân lên thượng kinh người đội nón à à nhỏ nhỏ Ờ, thật là hết sức may ờ, Huynh đệ cũng đang định đến kinh sử Chẳng hay Đỗ Huynh thấy chúng ta vậy đoàn có tiện hay không Đỗ nghị ấp úng nói ừ, Về chuyện đó thì uh... Lão già từ trong xe vụt nói vọng ra Thêm một người Là có lợi một phần Trên quãng đường xa ờ, Không sao đâu Đỗ nghị hãy thỉnh vị bằng yêu hấy Cùng uh, lên đường cho vui Đỗ Nghị chưa kịp đáp Thì người đội nón đã vòng tay Đạt đạ chủ nhân Đỗ Nghị dù muốn hay không Cũng phải tuân theo mệnh lệnh Hắn nhìn người đội nón cười cười Và vẫy tay ra lệnh Đi Hai kỳ sĩ phía trước Thúc mạnh chân vào mông ngựa Họ luôn luôn có nhiệm vụ mở đường Từ trước hiên xe Ngọn roi ra vút mạnh vào không khí Con ngựa lại trồm lên cỗ xe lại trao qua và lần này thì ngon trớn đỗ nghị người đội nón và đám kỵ sĩ bên sau cùng một lúc giật cương hai ngựa dẫn đầu cỗ xe đi giữa phía sau năm kỵ sĩ lướt tới thật là nhanh bên sau từng bựng bụi mù cuốn mù mịt thông thường khi gặp một đoàn xe ngựa đi như vậy kẻ nào đi trước thì cố vượt lên xa kẻ nào đi sau thì cố chỉ hoãn lại họ phải tránh xa đám bụi đang phủ đậy bên sau. Không một kẻ nào dại khờ bằng lòng bám theo để mà đút đầu vào từng cuộn bụi làm cho nghẹt thở. Thế nhưng bây giờ thì lại khác. Bây giờ có kẻ đã bám theo đoàn xe ngựa. Khi cố xe và đám kỳ sĩ vừa lao về hướng Bắc thì từ trong hông của khách sạn lại có một kẻ ló đầu ra. Đó là một gã đại hán mắt tròn mày rậm, người đã vào phòng của tố quân bằng ngã cửa sổ hôm qua hắn ló ra nhìn đoàn xe rồi thụt vào ngay nhưng ngay đó một giây hắn lại chém trà trên lưng một con tuấn mã và thúc mạnh hai đầu gối con ngựa để con ngựa bám xiết theo đám bụi mù hiện tại trời vẫn còn chưa sáng bụi có làm cho khó thở nhưng cũng chưa đến mức nguy hiểm lúc sáng già lúc nắng lên chắc chắn không một người nào có thể lẩn vào trong đấy